Hello các bạn Mira, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trả những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook trên kênh Cổ Học hoặc là Instagram. Hoặc các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Lâu lắm mình mới làm trải bài chung đúng không? Rồi. Thì như mình đã nói trong cái video trải bài chung gần đây nhất, đấy là bây giờ mình sẽ chỉ đăng một video một ngày thôi. Thì một video đó có thể là video tarot trải bài chung, có thể là video dạy học đấy, hoặc là có thể là video chiêm tinh. Thì thật ra mình luôn cố gắng làm theo thứ tự đấy, cái này rồi đến cái kia, rồi đến cái kia, rồi lại quay ngược lại nhá. Thì lý do vì sao mà mình lại như thế, đó là vì nếu mà mình đăng quá nhiều video một ngày thì nó giống như kiểu là bạn bị bạn dồn hết năng lượng cho những ngày đó rồi, xong rồi mình sẽ làm rất chăm chỉ trong vòng khoảng 3-4 ngày, xong mình lại kiệt sức, mình không muốn làm gì cả trong 3-4 ngày tiếp theo. Thế thì bây giờ thay vì mà mình dồn năng lượng kiểu vậy thì mình dàn trải nó ra, trải đều nó ra mỗi ngày một ít, nhưng mà cố gắng là mình gọi là tập trung vào cái sức bền, cái việc đi đường dài hơn là đi nhanh mà đi ngắn. Đấy, kiểu thế. Thì đầu tiên là chúc mừng, không phải chúc mừng, chúc các bạn một ngày mùng 2 tháng 9, một ngày quốc khánh, một ngày nghỉ lễ vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình nhá. Thì thông báo với các bạn một chuyện vui vui nhỏ, đấy là mình vừa mới đặt một bộ bài tarot mới. Thì đầu mỗi tháng mình thường đặt một bộ bài, có thể là Tarot, có thể là Lenormand hoặc có thể là Oracle. Thì hôm tháng này mình đặt Tarot và mình khá là thích bộ này. Nghĩa là trong lúc mà mình đang đi tìm trên mạng cái bộ nào mà mình chuẩn bị mua trong tháng này á, thì gần như là mình bị gọi là yêu em nó từ cái nhìn đầu tiên. Thật ra cũng không có nhiều bộ bài nào khiến cho mình có cái cảm xúc mãnh liệt như thế, nên là mình khá là háo hức để gọi là rước em nó về nhà. Mình thì vừa mới đặt xong, mình rất là mong chờ cái ngày mà nó được ship về. Thế thì trải bài của ngày hôm nay sẽ là cái tập cuối trong cái series về dự đoán tháng 9, đó là ai đang đến với bạn trong tháng 9. Thì ai ở đây có thể là bất cứ ai nhá, không nhất thiết là phải chuyện yêu đương. À, có một điều thông báo nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Chuyện này thì cũng không vui là mấy, đó là mình đang bị đau răng vì răng khô nó mọc. Thế nên có thể mình nói nó hơi khó nghe hoặc nói hơi bé thì các bạn thông cảm. Từ trước thì mình bị làm sao mất giọng đúng không? Nói chung là khá là nhiều vấn đề. Công việc mà phải nói nhiều khá là nhiều vấn đề đấy. Rồi mình cho các bạn chọn hình dán mấy cái vòng hoa. Tụ 1 này, tụ này xinh, tụ 2 và tụ 3. Cả ba cái màu hồng hồng như nhau nhé. Tụ 1 là cái hình màu hồng, tụ 2 cũng là cái hình màu hồng, và tụ 3 cũng là cái hình màu hồng. Nói chung là các bạn hãy chọn cái nào mà các bạn bị hút mắt nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên. Đấy. Và có thể chọn nhiều hơn một tụ. Được chưa? Cho câu hỏi là ai đang đến với bạn trong tháng 9. Mình nhắc lại, ai ở đây có thể là bất cứ ai, từ công việc, bạn bè, người yêu, người cũ cho đến kẻ thù nhá. Hoặc có thể là chẳng có ai cả. Ok. Rồi mình nhắc lại tụ 1 này, tụ 2 và tụ 3. Sau khi các bạn chọn xong, mình xin phép được vào tụ 1 nha. Hello các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn cái hình dán này. Để nó lấy nét, được chưa? Các bạn thấy rõ chưa? Đấy, mình sẽ để hình dáng các bạn ở đây. Lại ao nét rồi. Rồi, phức tạp quá. Đây nhá. Bây giờ mình, trong trải bài này mình sử dụng bài Tarot 18 cộng, và mình sẽ rút cho các bạn 7 lá. Ai đang đến với bạn trong tháng 9? Mình nhắc lại một lần nữa, ai có thể là bất cứ ai, không nhất thiết phải là bạn bè, nhưng không nhất thiết phải là tình yêu, có thể là bạn bè, đồng nghiệp, một cái người thầy, hoặc là một người đến để làm hại bạn. Đấy, có thể lắm chứ. Rồi, rút 7 lá nhá. Chúng ta có 1 xu. Đấy, chà. 1 xu. Để này nó
sát vào đây đi. Chúng ta có mua su này. Chúng ta, ôi trời, lại hiệp sĩ su. Su rồi lại kiếm, nữ hoàng kiếm. Và the moon, tà 7, 8, 7 su và hai lá nữa. Một ly. Mình sẽ rút hết rồi mình nói một thể. Cậu bé kiếm. Có một điều tương đối chắc chắn, đây không phải là người yêu. Cái người xuất hiện, người sẽ đến với bạn trong tháng 9 này không liên quan gì đến hết đến chuyện yêu đương cả. Thế nên bạn nào đang độc thân và muốn có người yêu thì mình sẽ báo tin buồn nha. Không có đâu, ha ha. Mình không biết các tụ khác như thế nào. Nếu mà các bạn nghe xong cái này và vẫn tò mò thì các bạn có thể xem thêm tụ 2 hoặc tụ 3. Bởi vì trong một tháng đấy có thể có nhiều người đến với mình thì sao, đúng không? Không nhất thiết là chỉ có một người. Đấy, thế thì cái kiểu người của các bạn tụ 1 là gì? Cái người đấy là như thế nào, liên quan thế nào đến bạn? Cái người này trước hết á, mình thấy đây là cái người liên quan đến công việc. Công việc hoặc là học tập. Đi, ở công việc học tập. Cái người này trong tháng này họ mới xuất hiện. Có thể là bạn chưa gặp bao giờ. Trong tháng này mới xuất hiện. Có cảm giác như là trong tháng này bạn mới bắt đầu nhập học chăng? Hoặc là bạn mới bắt đầu đi làm chăng? Đấy, đây là cái kiểu người mới như thế, mới toanh toành toành. Thế này đây. Nhưng có một chút vấn đề, đó là ấn tượng đầu của bạn về người này không tốt tí nào. Nó không đến nỗi tệ nhưng mà nó không tốt. Có thể đấy, và mình cảm nhận được đây không phải là bạn học hay là đồng nghiệp đâu, mà cái người này giống như kiểu trên bạn, trên cơ bạn rồi. Nếu mà đi học thì là giáo viên đi, hoặc là anh chị khóa trên đi. Đấy. Nếu mà đi làm thì là sếp đi, sếp quản lý đi, hoặc là cái người đã từng làm ở đó nhưng mà cũng là đồng nghiệp nhưng mà làm rất là lâu năm. Úi con mũi, vừa bị con mũi nó bay qua. Thì ấn tượng đầu của bạn về người này không tốt. Có thể là họ tạo cho bạn một cái khoảng cách, khiến cho bạn cảm thấy sự xa cách ở đây. Họ nhá, cái người này thì khá là, nó sao, nghiêm khắc chăng? Họ khá là nghiêm khắc. Cách nói chuyện của họ có gì đấy nghiêm khắc, nghiêm túc, khó gần. Thì mình bảo không phải là bạn ghét người này. Bạn không ghét người này, chỉ là cái ấn tượng đầu nó không được. Đây không, đây người này không tạo cho bạn một cái ấn tượng đầu là sởi lời, vui vẻ, dễ chịu, dễ kết bạn. No. Người này tạo cho bạn một cái khoảng cách và cho bạn biết luôn, tao là sếp, mày là nhân viên, tao là giáo viên, mày là học sinh, tao là giảng viên, mày là sinh viên, hoặc là tao là quản lý của mày, tao là người làm lâu năm, mày là tân binh, mày là người mới. Tân binh mới sợ chứ. Nói chuyện này hơi vui vui một tí, nhưng sáng nay mình có đến một quán cà phê. Quán này thì nó hơi thường là nó có đông người Hàn đến, bởi vì nó khu người Hàn. Và điều buồn cười là sáng nay ở đó bật nhạc K-pop, K-pop, được chưa? Lần trước mình đọc K-pop mà bị có bạn bắt lỗi mình. Ừ, K-pop. Và điều buồn cười là giả sử người ta bật mình ngồi đấy tầm 2 tiếng, người ta bật khoảng 20 bài đi, thì mình phải biết đến tận 18, 19 bài. Bài nào mình cũng có thể nhún nhảy và hát vui vui theo được. Đó. Thế là mình cũng hơi, mặc dù toàn những bài nổi thôi, nhưng mà mình cũng hơi trầm trồ trước cái sự am hiểu K-pop của bản thân. Được rồi, quay lại trải bài nhé. Đấy thì đây là người mới liên quan đến công việc. Người này thì nhìn chung ấn tượng đầu của họ, của bạn thì họ bình thường, có khoảng cách, không được tốt cho lắm. Nhưng cái người này sẽ có ích và giúp được bạn khá là nhiều trong cái việc học đó, trong cái ngành học đó, trong cái công việc đó nhá. Người này thì thật ra là họ rất là giỏi. Một là giỏi chuyên môn của họ, cái lĩnh vực họ đang làm, họ có nhiều kiến thức. Và họ không phải là cái người mà xấu tính hay là giấu đi cái kiến thức của họ đâu. Nhưng mà với cái người này chỉ chẳng qua là cái bề nổi của họ nó bị lạnh nhạt, lạnh lùng quá. Nhưng nếu mà bạn tiếp xúc lâu
bạn làm ở chỗ đấy nó lâu, bạn học ở đấy lâu thì bạn sẽ nhận thấy là bạn học được rất nhiều từ người này. Kiến thức này, rồi kinh nghiệm sống, rồi kiến thức chuyên môn, học được rất nhiều từ người này. Đây không hẳn là người thầy. Người này không cầm tay chỉ lối cho bất cứ bố con nào hết, nhưng chẳng qua là cái thời gian làm cùng và tương tác với họ, bạn học được nhiều thứ. Mà họ đã chia sẻ là họ chia sẻ không phải theo kiểu cá nhân một với một đâu. Có thể họ là trưởng nhóm và họ chia sẻ cho tất cả anh em bạn bè trong cái nhóm đó. Còn dĩ nhiên, cái tiếp thu hay không nó lại là việc của bạn, đúng không? Nhưng mình cảm nhận được là bạn, cái ấn tượng của bạn dành cho họ càng ngày càng được cải thiện, và nó chuyển từ cái sự xa cách, khó tính chuyển thành cái sự tôn trọng. Bạn rất là tôn trọng người này. Nhưng mà sau này cơ, còn trong tháng này lúc mới gặp thì bạn thấy ôi người đâu khó tính thế, người đâu mà kiêu ngạo thế, đúng không? Họ có một cái vẻ ngoài, một cái khí chất khiến cho bạn cảm thấy khó gần và kiêu kỳ, kiêu căng, ngạo mạn kiểu thế. Có thể họ kiêu ngạo thật nhưng mà họ giỏi, họ rất là giỏi. Thì thế nhá, nói chung là đấy là cái kiểu người bạn gặp trong cái tháng này. Mình sẽ dừng video của bạn tại đây. Thông điệp thì nói xong rồi. Đấy, ngắn gọn vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối Quốc Khánh vui vẻ. Và nhất là các bạn ở Hà Nội cẩn thận nha. Hôm nay dự báo bảo trời có mưa đấy. Bye bye. Hello các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người chọn cái hình dáng như thế này nhá. Nhìn kỹ chưa? Đó, đó, nó là hình như thế, được chưa? Rồi mình sẽ để hình ở đây. Lại ao nét rồi má ơi. Rồi. Trong trải bài lần này mình sử dụng bộ bài Tarot 18 cộng và mình sẽ rút cho các bạn 7 lá. Ai đang đến với bạn trong tháng 9? Nhắc lại, ai ở đây không nhất thiết là tình yêu. Có thể là bạn bè, có thể là đồng nghiệp, có thể là một người thầy tinh thần, hoặc là một kẻ thù đến để hãm hại bạn, hoặc là một nạn nhân của bạn đến để bạn hãm hại họ. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng ta có vua gậy, ba xu. Chúng ta có tower, hai xu. Mình sẽ rút hết rồi mình sẽ nói một thể nhá. Chúng ta có magician này. Đấy. Chúng ta có một gậy và chúng ta có devil. Wow. Cái người này đi. Trước tiên là cái người này mình cảm thấy là bạn tìm kiếm họ thì đúng hơn là họ tìm kiếm bạn. Ai đang đến với bạn trong tháng 9 nhưng mà là bạn đang tìm kiếm họ, bạn bạn chủ động đến với họ nhé. Và bạn nhớ là đầu video mình, đầu của cái trải bài này mình có nói gì không? Có thể là một cái, mình có buột miệng nói là có thể là một nạn nhân của bạn và bạn làm hại họ. Thì cái này nó hơi mang năng lượng như thế nhá. Nó thẳng ra thì có cái gì đấy ở bạn nó tương đối lươn lẹo. Bạn tìm đến họ với một cái ý đồ khác, chứ không phải chỉ thuần túy là bạn nhớ họ, bạn yêu quý họ, bạn tìm đến họ nhá. Cái người này là người đã xuất hiện trong cuộc đời bạn rồi. Đây là người cũ, bạn cũ, hoặc người yêu cũ, hoặc đồng nghiệp cũ, sếp cũ. Bạn và họ có một khoảng thời gian không tương tác với nhau. Nói chung mối quan hệ của hai người không phải là xấu, chỉ là không tương tác với nhau. Nhưng trong tháng này, bạn chủ động liên lạc với họ trước, bởi bạn có một cái ý đồ nào đó. Và ý đồ này nói thẳng ra nó không được đẹp cho lắm. Ví dụ, không có gì không nói thế nào nhỉ? Không hẳn là bạn lợi dụng họ, nhưng mà nói thẳng ra là thế này. Bình thường thì chẳng liên lạc với nhau đâu, nhưng vì có ý định nhờ vả nên là mới liên lạc lại. Đó, ý định là mình cần người ta, mình mới liên lạc lại, chứ không phải là mình nhớ nhung yêu quý gì người ta. Bây giờ bảo bạn cái ý đồ đấy, ý đồ xấu thì lại nhiều bạn bảo oan cho em quá, đúng không? Em đâu có định làm hại họ đâu. Thế thì có thể ở đây là người cũ chăng? Nhưng mà cái ý đồ liên lạc lại này nhá, mình không thấy là liên quan đến yêu đương, mà đúng kiểu là tao cần sự giúp đỡ của mày. Tao biết là mấy năm nay tao không liên lạc với mày, nhưng mà
tao đang cần sự giúp đỡ của mày. Đấy. Có thể là giúp đỡ trong công việc hoặc là bất cứ thứ gì. Bạn bỗng dưng bạn nhớ đến họ. Thì thật ra cái người này á, họ không có để bụng gì hết, họ không có ý gì cả. Họ biết là lâu năm không liên lạc thì tự dưng liên lạc thế nào có vấn đề, hoặc là một số bạn như thế này, lâu ngày không liên lạc bây giờ liên lạc rủ mời cưới chẳng hạn. Mà thật ra là mấy năm không liên lạc đấy, chục năm không liên lạc nên liên lạc rủ mời cưới chẳng hạn. Đã buồn cười đúng không? Nhưng mà đấy, bạn cần họ hơn họ cần bạn. Và bạn chủ động trước, người này sẽ giúp, họ sẽ giúp. Họ thì họ sẽ giúp thôi, không có vấn đề gì nhá. Nói chung đây là một mối quan hệ đúng kiểu qua đường. Và mình thấy sau khi giúp xong thì hai người, mối quan hệ nó chấm dứt. Hoặc có thể là bạn và họ đều ghi nhớ là mình đã từng giúp nó đã từng giúp mình. Thì có thể sau này một cái thời điểm nào đó 10 năm sau nữa chẳng hạn, 10 năm sau kể từ tháng 9 này, lại là họ liên lạc bạn trước nhờ sự giúp đỡ của bạn. Nói chung mối quan hệ này là có qua có lại nhá. Có thể là trước đây họ đã từng giúp bạn rồi, và bây giờ là đến lúc bạn bảo rằng đến lúc mình cần phải đòi nợ rồi. Đấy. Mình chơi chung mà. Nó thật ra là không có nhiều thứ để nói về cái mối quan hệ này. Thế thôi. Mình thấy nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Lâu ngày không liên lạc thì liên lạc, và mà bạn là người chủ động trước. Và cả có một cái mục đích nào đấy đằng sau, chứ không phải là liên lạc vì nhớ nhung người ta. Đó. Người này thì sẽ giúp nhá. Dù bạn có nhờ cái việc gì, mình thấy người này họ sẽ ok và giúp đỡ. Chỉ có điều là giúp xong mối quan hệ nó, thì lại đường anh đi, đường tôi đi. Chứ không phải giúp xong nán lại với nhau trở thành bạn thân, trở thành bạn tốt, hay là nán lại với nhau trở thành tri kỷ. No. Đây không phải kiểu mối quan hệ như thế. Khá là xã giao, mối quan hệ khá là xã giao. Ví dụ có thể thế này. Bạn đang chuẩn bị xin cho, thế nào nhỉ? Bạn chuẩn bị đi mổ mắt đi, nói thế đi. Thế là bạn nhớ ra là trong đám bạn của mình có đứa nó làm mà ở bệnh viện mắt đi. Đấy, mình thì đích thân với nó đâu, nhưng mà mình tự dưng nghĩ đến nó. Thế mình liên lạc với nó hỏi về các chi phí, rồi hỏi về này này kia kia. Nhưng mà bởi vì cái quyết định của mình nó cũng tương đối lớn, thế nên là mình thậm chí còn rủ nó hẹn nó gặp một buổi. Nói chung trong tháng này thì bạn nhờ vào người này, bạn gặp người này đi đi về về khá là nhiều lần. Không chỉ đơn giản là hỏi qua loa rồi hết đâu nhá. Đấy, đi đi về về gặp gỡ người này nhiều lần. Có thể cái nhờ vả của bạn nó không dễ nhờ vả, mà nó cần phải có sự gặp mặt thảo luận kiểu thế. Hoặc là đấy, mới cưới thì bắt buộc là phải gặp nhau đi ăn một bữa rồi xong đưa thiệp cưới đúng không? Chứ không chỉ đơn giản là mời trên mạng đâu. Nói chung có sự gặp gỡ, có sự gặp nhau, hoặc là có cái sự tương tác tương đối nhiều trong tháng này. Nhưng mà hết tháng này là hết, hết. Không phải hết tháng này mà hết xong việc là hết. Đấy nhá, thế chắc mình sẽ dừng trả bài các bạn tụ hai tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Chúc các bạn tụ hai có một buổi tối mát mẻ nha. Bye bye các bạn Mira. Hello các bạn Mira, tụ cuối cùng. Tụ cuối cùng, tụ ba là những người chọn cái hình này. Úi chà mẹ ơi. Nhìn rõ chưa các bạn? Đó, đây là hình của các bạn. Rồi, mình sẽ để hình các bạn ở đây. Lại mất nét rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ, trong trả bài này mình sử dụng tarot 18 cộng và mình sẽ rút cho các bạn 7 lá nhé. 7 lá ai đang đến với bạn trong tháng 9. Ai ở đây có thể là bất cứ ai, không nhất thiết là yêu đương, bạn bè, đồng nghiệp. Thôi, nó rơi ra nhiều hơn một lá thì mình sẽ rút lại. 4 xu. À, 8, 7 ly. Ok fine. Ngôi sao, vì sao. Lại còn 8 kiếm, mệt thế. 7 ly, vì sao, 8 kiếm, nữ hoàng gậy. Hai lá cuối nhá. 10 gậy này.
và lá cuối cùng. The Hangwoman. Ai rồi. Rồi rồi, các bạn cho mình tầm vài giây để mình đọc cái năng lượng này nha. Ok. Đây là chuyện tình cảm. Nè, tình cảm. Nhưng mà mình không thấy được một cái happy ending với cái người này. Sao ta? Đây là một mối quan hệ không, đây là một mối quan hệ mập mờ. Đây không phải là một mối quan hệ yêu rồi chia tay, nó là mập mờ. Hai người thích nhau, nhắn tin, flirt, tán tỉnh, qua lại nhưng không bao giờ đến được với nhau. Đó. Và cảm giác như bạn và họ đến với nhau vì cái gì đấy nó hơi khác thường. Nó thế nào nhỉ? Thử của lạ, thử đồ lạ. Cái từ đó nó hiện lên trong đầu mình. Thử món mới. Tức là có thể ngay từ đầu bạn và họ bị thu hút bởi nhau, bởi cái lạ của hai bên, chứ không phải là vì sự tương đồng trong tâm trí, trong tình cảm, trong cảm xúc. Ví dụ sao ta? Ví dụ như là họ là người nước ngoài, bạn chưa bao giờ yêu người nước ngoài và bạn là người nước ngoài với họ, đúng không? Cả hai lần đầu tiên hẹn hò với một người khác quốc tịch, khác văn hóa, khác truyền thống. Hoặc là bạn theo đạo và họ thì không. Thật ra cái đạo nó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, đúng không? Hoặc là cả hai bạn đều là nữ, hai bạn đều là nam, trước giờ là thẳng, nhưng mà lần này muốn thử để cho biết. Cái kiểu thử á, đây là mối quan hệ kiểu thử, nên là nó cũng chả ra đâu vào đâu cả. Hoặc là tình tay ba, cũng không hẳn là bị thích cái người này đâu. Có thể mình đang có người yêu rồi, đúng, mối quan hệ của mình thì cũng ổn, nhưng mà nó hơi yên bình quá, nó ngày qua ngày nó êm ả quá. Đúng một phát một người kiểu trông rất là hay ho xuất hiện. Họ thì họ bảo là thử ngoại tình cho vui không. Thế ok, why not, đúng không? Nhưng mà có nghĩa là mình thấy ngay từ đầu hai bạn tuy không ai nói ra với ai, nhưng có một cái luật ngầm giữa hai bên, đó là mối quan hệ này rồi sẽ chấm dứt thôi. Tao với mày có thể đến với nhau thật đấy. Nhưng mà cả hai, cái này là lust nhiều hơn là love. Lust ở đây là kiểu sự quyến rũ nhất thời. Sự quyến rũ thì cái này không nhất thiết là quyến rũ về tình dục. Có thể là một cái quyến rũ nào đấy vì cái đối phương nó là một cái của lạ, và các bạn đang trên cái hành trình tìm hiểu thế giới, tìm hiểu bản thân, xem mình có ăn được cái món lạ này hay không. Đúng kiểu là ăn thử món lạ đấy, ăn thử đồ lạ đấy. Có thể là mình sẽ không thích nó, mình không biết là mình thích nó hay không, nhưng mình phải thử. Đấy. Có thể là những cái bạn đang nghe trải bài số 3 này, những mấy bạn tuổi còn nhỏ. Tuổi còn nhỏ này mới thích thử, đúng không? Chứ còn mấy anh chị lớn rồi thì thường chỉ thích an toàn. Thử chán rồi. Không phải là chỉ thích an toàn, mà sau một cái thời tuổi trẻ, thanh niên đã thử chán rồi thì biết là mình hợp cái gu gì, và mình và không có nhu cầu thử những cái gu mặn mặn nữa. Cái này đúng kiểu gu mặn mặn này. Hoặc là bạn là con trai, năm nay bạn 20 tuổi và bạn thử hẹn hò với một chị 30 xem thế nào. Hoặc là thử hẹn hò với một chị mẹ đơn thân xem thế nào. Kiểu thế. Nói chung là cái mối quan hệ này nó thế nào nhỉ? Cái người đó không phải, không thật sự là gu của bạn, bạn không thật sự là gu của họ, nhưng hai người thử cảm giác lạ, cả hai nhá, nó đến từ cả hai. Thì cái mối quan hệ này thật ra là nó chỉ có cái điểm hay ho thú vị là nó là món ăn lạ thôi. Nhưng mối quan hệ này tương đối toxic, toxic độc hại, nên các bạn phải cẩn thận. Dĩ nhiên là hai người bị hút nhau bởi cái lạ đó của nhau, chứ không phải là hút nhau vì tính cách hay quan điểm. Thế nên là cái việc quan điểm khác biệt hay tính cách khác biệt là chuyện bình thường. Bạn than thở cái gì, đúng không? Nếu mà bạn đã chọn người ta vì người ta là người nước ngoài và bạn bỏ qua hết tất cả mọi thứ khác, thì bạn than thở cái gì nếu mà tính cách họ khác, đúng không? Giống như kiểu là yêu người nước ngoài hay xong phát hiện ra là ui giời, bọn nước ngoài tính suy nghĩ nó khác mình lắm, tao ghét thằng này quá. Ai bắt mày chọn nó đâu? Ai bắt mày đâm đầu vào nó đâu?
Đấy. Nhưng mối quan hệ này ấy, thật ra thì nó cũng không kết thúc nhanh đâu. Nó on off tương đối nhiều lần. Đấy, bởi vì sao ta? Nói nào rồi nhỉ? Đúng là nó không không đẹp thật, nhưng mà cái sự quyến rũ nó vẫn ở đó. Giống như kiểu là bạn ăn một cái nồi lẩu cay, nó cay vãi cả cay ra, nhưng mà cứ bị thèm thèm ấy. Oh, không ăn thì lại thèm, mà ăn xong thì cay không chịu được, kiểu thế. Có nghĩa là cái mối quan bạn có cái mối quan hệ yêu ghét với cái nồi lẩu cay đó, thì cái mối quan hệ này của bạn nó cũng thế, là mối quan hệ yêu ghét. Bạn yêu cái sự lạ, cái nét lạ trong mối quan hệ, nhưng bạn ghét cái người đó. Tức là nếu bạn có điểm chung với họ, bạn cùng là cái quốc tịch với họ, bạn cùng màu da với họ, thì bạn sẽ không bao giờ chọn họ. Và cái lý do duy nhất bạn chọn họ và họ chọn bạn là sự khác biệt đó. Và cái thứ đó nó vẫn ở đây, nó không đi đâu cả, và nó vẫn khiến cho bạn bị hút bởi họ. Đấy. Thì nói chung sẽ có một ngày một trong hai người tỉnh ra và nhận ra là cái sự khác biệt đó nó chẳng là cái gì cả. Thật ra cả hai đã vốn đã biết cái mối quan hệ này không ra đâu vào đâu rồi, nhưng mà kệ, cả đều kệ, cứ vui đi đã, đúng không? Thế nhá, thế chắc mình sẽ dừng trải bài tụ ba tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Chúc các bạn tụ ba có một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.